Đứng gần thùng rác hả? Đứng góc cái cá đái hả? Không, không, không thúi. Quay nè, ta quay cờ nhíp. Ăn thử á? Ăn thử. Đây gọi là cái gì nhỉ? Ăn bóc. Để đôi ra này. Trông thì hơi bẩn nhưng thực ra không hề bẩn. Thực ra là có bẩn. Nhưng mà bẩn thì cũng quen rồi. Nhìn có vẻ giòn mà dai vậy. Chi à? Cá. Mà nếu phải cá cái gì? Thô tục quá, thô tục quá. Đây. Múc một miếng. Đây là bên trong lõi. Mua ketchup. Ừ, đây. Chi có vẻ giống chi. Mày ăn thử nào, ăn thử nào. Không phải giống một loại trứng à chi. Thôi rồi, câu chuyện đây là kết thúc.